Xin mến chào cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ và những quốc gia khác cùng các bạn Việt Nam thân mến. Ngày hôm nay quý vị nhã đi uống cà phê phim ở dưới quê á. Cà phê này là cà phê pha phim đó quý vị. Quý vị nhìn thấy không? Về cái thành phần của nó ha. Nó có một cái ly đá ở đây nữa quý vị, một cái ly tẩy ha, tẩy đá. Với người ta cho mình một cái muỗng. Đó, mình sẽ bỏ vô đây nè. Đó. Mình sẽ đợi ha, đợi khi mà cái ly cà phê phim này quý vị nó coi như là nó chảy xuống hết đây đó, thì mình sẽ quậy và bỏ vào cái ly đá ha. Rồi để nha, coi cái ly cà phê phim. Đó vậy xem nè, đó, cái ly cà phê phim của nhà ha. Bây giờ mình phải đậy nắp lại, đậy nắp lại để nó đủ nóng đó vậy, nóng cho nó chảy xuống dưới đây hết. Coi nó có chảy không nha. Ồ, nó có chảy nè quý vị ơi, quý vị thấy không? Nó có chảy á. Nó rớt. Đó, nó rớt xuống đó quý vị. Không biết là những cái cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ ha và những quốc gia khác á, có cái cảnh là mình ngồi uống cà phê mà nó thông dong, nó thư thả như thế này không? Đó, hiện tại thì Nhã đang ngồi ở cái khu vực ruộng đồng đó quý vị, khu vực ruộng đồng ha. Thì có kêu một cái ly cà phê phim ra đó, một cái ly cà phê phim ra và đang ngồi đợi nó chảy hết nước xuống nữa vậy đó. Rồi đợi nó chảy xuống hết nước xuống. Wow, cái ly đá này á, nãy giờ đợi hơi lâu để nó ra nước nữa vậy, để đổ cái nước này nha. Rồi đó, bây giờ là nó bớt nước rồi đó, để nha coi nó chờ coi còn chảy không ha. Ồ, sắp được rồi. Muốn mà nó chảy nhanh nó vậy, quý vị phải bỏ một số cục đá nè vào cái xung quanh cái ly cà phê á, cho nó có lạnh lạnh nữa rồi, lạnh lạnh ha, sẽ giúp cho cà phê nóng thì nó chảy xuống lẹ hơn đó. Nhà đợi con 3-4 cục đi miếng nữa ha. Rồi một miếng nữa, ok, ổn rồi đó quý vị. Ồ, không biết là nó chảy lẹ hơn không đây. Đây nhá, nghiêng nha. Ồ, muốn nghiêng cái ly cà phê này thì phải nhét cái cây này vô. Ồ, nhét kiểu làm sao cho nó không đổ ta. Đó, nhét kiểu như vậy đó quý vị. Cho nó nghiêng qua một bên á. Đó. Đó, nó nghiêng qua một bên ha. Để nó hở cái đầu bên kia. Rồi cái nước cà phê á, nó sẽ chảy rỉ rỉ xuống. Đó, chờ khi nào mà chảy hết á, mình sẽ quậy lên ha và thưởng thức cái nước cà phê này cho vị xem ha. Cô chú anh chị ở bên Mỹ á, nếu mà có thời gian ha thì xin hãy là mua những cái cà phê nguyên chất ở Việt Nam đó vị, rồi mình đem về Mỹ đó. Sau đó rồi khi nào mà mình thấy mình thèm uống cà phê Việt Nam á thì có thể ngồi pha như thế này vào cái những cái ngày mà cuối tuần á, thứ bảy chủ nhật đó quý vị, pha như thế này ha. Thí dụ giờ thì nó chảy cũng gần hết nữa quý vị, nhà sẽ rút ra đó, và coi như là cái nắp này nhà phải đảo ngược lại để mà hứng cái nước ở dưới quý vị, bởi vì không cần nữa đó. Sau đó ha, sau đó mình sẽ có cái ly cà phê như thế này đó, và mình sẽ quậy nó lên đó quý vị, quậy nó lên nha. Ok, nó quậy đều á, lắc đều ha, quậy cái ly cà phê sữa đá. Hồi nãy thì cái người chủ quý vị có hỏi mình là tự quậy hay sao, mình nói tự quậy. Rồi giờ đổ vô nha. Đó,